Xin kính chào bà con và các bạn. Chương trình đồng hành cùng nhà nông của Đài Bình Thuận hôm nay, chúng tôi chuyển đến bà con nông dân kỹ thuật nuôi rùa thịt và rùa giống đạt năng suất cao của ông Lâm Thế Phụng ở thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Trước tiên, mời bà con theo dõi thông tin về tình hình sản xuất thủy sản nước ngọt của tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua. Những năm gần đây, ở tỉnh Bình Thuận có nhiều hộ dân đầu tư nuôi một số vật nuôi nước ngọt quy mô nhỏ và vừa cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2007, gia đình anh Nguyễn Chúc ở thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh đầu tư khoảng 10 triệu đồng xây dựng hồ nuôi ba ba và lươn trên diện tích mặt nước gần 200 m². Theo anh Chúc, để việc nuôi ba ba và lươn đạt hiệu quả cao, anh đã cho vào hồ cây lục bình nhằm làm mát nước trong hồ. Ngoài ra, cây lục bình còn làm trong sạch nguồn nước giúp ba ba và lươn phát triển tốt, chống lớn. Với diện tích hồ như trên, mỗi năm anh Chúc nuôi 20 kg lươn giống và 120 đến 150 con ba ba. Theo anh Chúc, sau một năm nuôi, ba ba đạt trọng lượng khoảng 1,5 kg. Như vậy, mỗi vụ nuôi, anh Chúc thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tạ ba ba thương phẩm, có nguồn thu gần 20 triệu đồng. Những lươn ba ba này đợt giờ bán ít cho còn ít, nếu mà bán thấy còn cái lợi suất không lươn ba ba thì năm kiếm được 20 triệu. Còn ví dụ như cái lợi cái thức ăn thì nó không có bao nhiêu nhá. Thì con ba ba nó cũng nhìn thức ăn nhân lương được lương, ví dụ nó tận dụng cái thức ăn của con ba ba. Thì ví dụ như tươi thì con ba ba nó ăn mà ương lại thì tốn lương nó ăn thôi. Thế con nó nhìn thức ăn với nhau thì nó vẫn phát triển đều nhau thôi. Một trong những yếu tố giúp cho việc nuôi ba ba và lương của anh Nguyễn Chúc thu lãi cao là nhờ anh tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và phế phẩm hải sản để làm thức ăn cho hai vật nuôi trên nên tiết kiệm được chi phí sản xuất. Trước đây, người dân nuôi cá trình thương phẩm ở Bình Thuận chủ yếu nuôi giống cá trình bông. Tuy nhiên, vụ nuôi năm nay, ông Nguyễn Tấn Sơn ở thôn 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh đã đầu tư 75 triệu đồng, nhập khẩu 4.000 con cá trình giống có nguồn gốc từ Canada để nuôi thử nghiệm. Sau hơn một tháng thả nuôi trong lòng bè, đàn cá trình Canada của ông Sơn đã thích nghi với nguồn nước của sông La Ngà và đang phát triển tốt. Theo ông Sơn, chất lượng thịt thương phẩm và giá trị kinh tế của giống cá trình Canada không thua kém giống cá trình bông. Tuy nhiên, do chưa thấy hiệu quả thực tế của giống cá này, nên bà con ở Đức Linh chưa mạnh dạn chọn giống cá trình này để sản xuất. Nếu ông Sơn nuôi giống cá trình Canada đạt năng suất và hiệu quả cao, thì sẽ thu hút bà con ở đây quan tâm đầu tư mở rộng mô hình nuôi loại cá này để có thêm nguồn thu nhập. Đầu năm 2009, ông Lâm Thế Phụng ở thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh mua 300 con rùa với số tiền gần 10 triệu đồng và thả nuôi số rùa này trong ao có diện tích 300 m². Sau một năm nuôi, đàn rùa của ông Phụng phát triển tốt và hiện nay trung bình mỗi con cân nặng trên 3 kg. Sau đây, ông Lâm Thế Phụng sẽ chia sẻ với bà con kỹ thuật nuôi rùa thịt và rùa giống đạt năng suất cao. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Nhân dịp là tôi lên thằng bạn tôi chơi là coi ở Gia Su thì nó có nuôi cái giống rùa này. Mà mình muốn nuôi cái giống rùa này đó là tất nhiên là mình đó là quy trình của mình đó là mình phải đào hồ. Đào hồ có thoáng nắng còn nước. Rồi mình phải xây cái tường bao có lưới bơm mưa ở trên. Rồi là coi như cái hồ như vậy là phải rộng, có nước là khoảng là coi như là 3-4 là 50-60 m² gì á, còn ở trên đó là cái trên bờ á, là tất nhiên là phải 20-30 m² nữa. Để sau này á, là con rùa nó lên rồi nó là đẻ. Mà cái giống rùa này á là cái giống rùa của vùng Cát Tiên, giống rùa nuôi rất mau lớn. Hồi tôi mua cái rùa giống cho đồng bạn á, là chỉ có là 2.5 ngón tay hay là 3 ngón tay thôi. Mà là tôi bắt đầu á, là tháng 3 là năm là 2009. Thì bữa nay là tới là 2010 thì còn hơn năm gì đó. Nhưng mà rùa là con lớn nhất là bữa nay là 5-6 kg một con. Là tôi nuôi là nuôi rùa giống để nó đẻ chứ không phải là rùa thịt. Nhưng mà hiện nay là con cái là dưới này khoảng là nếu tính ra mà con giống thì khoảng là trên là 2,5 tạ. Bình quân là 2,5 tạ. Thì là mỗi con nếu bán á là cho người ta thì là 250 ngàn một ký, 250 ngàn một ký. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái là mình muốn nuôi như vậy đó, thì cách chuồng trại của mình rồi cái thức ăn là mình phải cho nó ăn, là nó ưa nhất là con cái là cá con, cá.
Nếu cá lớn thì tất nhiên mình phải cắt ra nhỏ nhỏ cho nó ăn. Cắt cho nó ăn rồi là con cá thứ hai nữa là cái môn. Môn tôi trồng hiện nay là cái môn đó. Là cái môn mà môn có cái đúm ở trên cái lá đó. Là cái môn nó môn ngọt. Môn mà người ta thường lại trồng để mà làm chua với nấu canh chua rồi ăn. Cái môn đó chứ không phải là môn nước. Cho nên nó thích là cái môn này hơn là các loại rau muống lục bình. Nếu mà không có môn này thì nó ăn rau muống lục bình. Nhưng mà tôi có môn này để cho nó ăn. Tới cái mùa mưa tháng 4, tháng 5 á, là con cái có mít á, là tôi mua mít á. Mua mít về cho nó ăn, nó thích cái mít lắm, mít chín á. Đó, mua về cho nó ăn. Ừ. À, nó thích lắm, bỏ lên là nó nghe mùi cái nó lên. Nghe mùi thơm nó lên liền. Mà ăn là cái trái, chứ trái thì coi như 7, 8 kg, 10 kg vậy chứ. Đặc điểm của rùa này đó là hiệu quả kinh tế cao, là một là nó nhanh lớn. À, cái thứ hai nữa đó là rùa đó là nó có cái ưu điểm của nó đó là tất nhiên là nước mà khô không chết, đói không chết, không bệnh hoạn. Rùa khoảng 4-5 kg, 5-6 kg thì nó đẻ khoảng là 30, hơn 30 trứng. Mà nó tự nó là nó bươi đất rồi nó đẻ rồi nó dập đó thôi. Rồi nó bắt đầu mưa dầm năm sau nó bắt đầu là coi như con nở. À, thì nếu rùa lớn như vậy thì nở khoảng là trung bình khoảng 20-30 con. Đặc điểm là con rùa là coi như nó nở con ra là coi như lúc nó còn nhỏ thì nó không xuống nước mà nó trên bờ. Thì như vậy là mình muốn chăm sóc của nó thì tất nhiên là mình nó nở ra rồi. Thì mình xây một cái hồ riêng của nó, xây một hồ riêng. Mình mới bắt con đó, mình thả vô cái hồ. À, thả vô cái hồ rồi là coi như là mình là cho nó ăn cá con với loại rau muống, ha môn gì mình sắc nhỏ cho nó ăn. Ăn khoảng là chừng 3 tháng tuổi rồi đó thì bắt đầu là mình mới thả xuống hồ. Chương trình đồng hành cùng nhà nông của Đài Bình Thuận hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.